Rồi, xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh YouTube Phụ Tùng Rã Xe Lắm Quỳnh 110. Dạ, em tên là Lắm, em ở Bến Tre, số điện thoại của em là 0939 530 347. Thì hôm nay em rã món con quay thái 110 đời 2001. Thì con này đầu lòng chạm, nồi rin. Xe cũng liền đồ lắm anh em. Rồi sau đây em sẽ đi vào chi tiết và báo giá cụ thể cho anh em luôn. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng cọc phí ship ha, khoảng chừng 100-200 ngàn gì đó, em sẽ thu hộ phần còn lại. Rồi anh em mà không có cọc được thì em có không có thu hộ. Ủa, em muốn ship code thì mong anh em thông cảm ha. Rồi nay em quay tối quá anh em, 6 giờ mấy tối rồi nó hơi khó coi ha. Có gì anh em chịu khó giúp em ha. Rồi xe này 2001, đồng hồ là mặt đỏ nha anh em. Thì nền đẹp luôn ha, ban đêm chạy là không có mặt trăng luôn. Anh em. Rồi, đồng hồ full chức năng, nền đẹp, kim rất là đỏ luôn nha anh em. Kim pin ha, có gỡ dưới ha. Móc thì không gãy nè. Rồi nè, đẹp rõ luôn ha anh em. Cái 2001 ha. Thì đồng hồ này còn khá ha anh em, rất là khá luôn. Thì em tắt xe đi em nói chuyện cho dễ, hồi em đèn nè. Dây nhợ đầy đủ hết, full chức năng. Đồng hồ này em bán em giá là 750 ha. 750 anh em chỉ khoảng đủ em bao ship luôn. 750. Rất là đẹp nha nè. Rồi tiếp theo là tới cặp cùm. Cặp cùm này thì cùm chữ ta này nó có mất chữ ha nè. Này. Người ta mất chữ. Cặp cùm này full chức năng ha. Đây, cái nút ta này riêng ha, dây riêng nè. Bên đây thì còn đẹp nha. Cùm công tắc còn rất là đẹp. Nè, còn chữ nữa ha nè. Nhưng mà nó có lỗi chỗ này nè. Nó bị hơi cọ cọ đây nè. Anh em về quấn băng keo lại ha. Thì cặp cùm này có bị lỗi vậy em bán anh em giá là rất là đẹp nha nè. 550 ha nè. Này không vấn đề nha, về quấn băng keo lại xài nha. Đang full chức năng ha. Rồi tiếp theo là tới bi đông sò khỉ. Bi đông sò khỉ này thì em không có bán nguyên nữa anh em ơi, vì cái này nó bị lỗi, nó bị tuôn con ốc ở chỗ này nè, ở đây nè, trong đây. Thì em bán sẽ bán lẻ cho anh em nha. Em bán lẻ cho anh em là cái cặp gù này, gù này gù xiên anh em. Cặp gù này em bán cho anh em giá 150, em tặng cho anh em hai cái bao tay luôn ha. Bao tay này như của quay 110. Rồi, cặp gù này là 150. Còn cái tay thắng này là cho anh em nào hôm đó nay hỏi em nè ha, tay thắng riêng. Này. Cái cụm mà cụm tay thắng có chữ KT ha. À, cụm với tay thắng riêng ha, không có gãy nha anh em. Cái này nó hơi lỏng mà chuyện đương nhiên ha, anh em rút cái dây thắng cho là cứng nhắc nha. Có luôn cái tóc tai này còn trái nha, hồi nãy là nó đang trái rồi cái em mới rút ra nè, cho đừng có trái cái đèn đuôi nè. Cái này em bán anh em giá 100.000 bao ship nha, 100.000 bao ship. Còn cặp gù hồi nãy là 150 ha, tặng luôn hai cái bao tai. Còn cái sọ khỉ tuôn răng này với luôn khung con này nè, anh em có lấy thì em để rẻ cho anh em. Râu còn đủ hết. Bên đây hai râu, bên đây một râu, có tán này kia, anh em về chỉ cần bắt một con ốc. Đây nè, vô đây là thôi, xài vô tư anh em. Rồi, vậy ha. Rồi tiếp theo là tới bách nạ, bách lòng. Bách nạ, bách lòng thì bách nạ này đẹp nha anh em. Này là rửa chưa có sầu bay hết mà rửa chưa sạch nữa nè. Càng riêng theo xe, tiếng nó có tiếng nhưng mà nó hơi nhỏ, anh em lên ga thì nó lớn. Rồi vậy em bán cho anh em là bách nạ bách lòng. Đây là 350 ha nè. Thì combo bách nạ bách lòng là 350, để em test càng cho anh em nghe nghe. Tiếng hơi nhỏ ha. Đó. Khi mà anh em lên ga thì tiếng nó sẽ lớn nha nè, còn bình thường thì tiếng nó hơi nhỏ. Cái này không biết bệnh nó yếu hay sao em không rành nữa, thì anh em về có chỉnh gì chỉnh. Càng này càng riêng theo xe còn rất là đẹp luôn. Em bán cho anh em là bách nạ càng với bách lòng là 350 ha. Rồi còn Boe, Boe này chữ còn hơi mờ mờ nè, Boe này vẫn giá 350 ha nè. Xe này bị lai bình xăng con à, bình xăng con này lô gì đó anh em ơi. Em bán cái Boe này ha, không có lỗi gì hết, hay là còn gọi lọc gió ha. Thì 350. Cái ga này riêng nè anh em. Cái ga này anh em nào lấy 50 ngàn ha. Cái ga riêng theo xe.
nè, có chữ KFL nó hơi mờ mờ nữa nè. Ủa không biết phải không ta, thôi bán cái bộ e đi, ban đêm mới thấy không rõ nè. Rồi tiếp theo là cái mô bin, mô bin này em bán em giá 350 thôi, cái này nó hơi quẹo nên em về bẻ lại cái là xong, dây dư sức luôn nha anh em. Xe này đầu lòng chạm rồi nè, nè ron này, ron này ron ron mới bây giờ, nồi rin ha. Rồi tiếp theo là em test cụ đề, ủa báo giá chặng 3 chứ, chặng 3 này bao ngay thẳng cho anh em ha, cũng còn khá đẹp anh em. Đây anh em về chịu khó rửa cái nghe nó còn dính nhớt nè, mấy ngóc còn sáng trưng nè nè. Nay trời mưa nữa em đem vô nhà nó hơi dơ hết nè, quay nó không có rõ không. Rồi cái chặng 3 này nếu mà không lỏng chén không băm cỏ em bán em giá 300 ha, bao ngay thẳng cho anh em. Này trên xe là cái mỏ về đó ngay, cặp phuộc là rất là đẹp anh em, phuộc trước đẹp ha, nhưng mà có xì ha, hai cây bị có xì hết, nhưng mà tay là cực kỳ luôn anh em. Tay mấy có theo xe nó có mấy cái này là chuyện bình thường anh em, còn chừng nào mà có nổ quá gì á, nó rổ ti gì đó, còn mấy cái đó là bình thường ha. Anh em về thay phốt rồi nó hết. Nè, còn sơn zin ha, bao sơn zin nha anh em. Theo xe rồi 2000 coi này, bên đây coi gì, bên đây 2001 anh em, 2001 cặp phuộc rin theo xe quay thái 110, có hai nút nhựa đẹp luôn ha. Cái này về anh em về chỉ làm phốt lại thôi ha, anh sẽ yên máy anh em, là có hơi xì nha. Cặp phuộc này rất là đẹp luôn, để lên xe mọc luôn nha anh em. Em bán anh em giá 750 nha, 750 bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo là cái bánh trước, bánh trước là đẹp nha anh em. Bánh trước này vành riêng theo xe là Siam Goji Goshi, mã là EQS ha. Vành trước theo xe đời 2000, có mọt rồi anh em, căm này căm riêng theo xe luôn nè, nhưng mà không giữ ha, căm này có hơi hơi có kẹt cây này xuống rồi anh em nè, có vài cây xuống rồi ha. Với cái vành nó có mọt ở chỗ này, cái cặp đùm này, cái đùm trước này rất là đẹp nha anh em. Nè sơn riêng cái mã KML còn luôn nè ha, sơn này rất là đẹp nha. Bên đây cũng đẹp nha, thì giờ anh em vô xe được nha nè. Đâu rồi nó mọt nè, em thấy có lỗ mọt nè, bên trước có lỗ mọt nha anh em. Đây nè, anh em về chép miếng keo vô xài vẫn được nè. Đó là nguyên cái, nguyên cái bánh trước này, cái vỏ này vỏ inu còn xài được anh em. Nguyên cái bánh trước này em bán cho anh em giá 750 nha, 750 là cái vành này nó có chỉ bị bên đây nó không mọt nè, nhưng mà bên đây nó bị mọt ở chỗ này anh em. Căm thì riêng theo xe nha, cầm riêng theo xe trên căm nhỏ xíu rồi. Rồi 750 nha. Rồi tiếp theo là tới củ đề, củ đề nó hơi kêu kiểu nó khô mỡ bò nè ha, nhưng mà cũng được, cái này vô cái vô mỡ bò cái là im hết nè. Rồi tem rin đẹp luôn rồi ha, em này em có bao vụ mở chưa mở nha anh em, tối qua không có kiểm tra được luôn, hình như có chạm rồi nè. Giá này thì củ đề này em bán anh em giá để coi dây nhỏ đẹp không, cái nè củ đề này cơ bản nó cũng im anh em. Ồ bát đẹp luôn anh em ơi, bát đẹp luôn, dây đẹp luôn. Củ đề này bán em giá 650 nha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là tới cần thắng, cần thắng này có mòn chút xíu, anh em lấy luôn cái đũa hiện 150, còn anh em lấy cần thắng không á, không khuyến khích anh em lấy luôn cái đũa thắng đi, cần thắng đũa thắng luôn 150 nha anh em. Còn được ha, vô xe đã lắm nha nè, vô xe vừa vừa tiền á, bèo bèo cái chừng xe bên pha hay xe cắt cỏ xe này kia cũng ngon đó anh em, chứ đồ mới dở dở nè, 150 đó luôn đũa thắng nha anh em. Rồi tiếp theo các chân hai tầng, các chân hai tầng này em bao ngay thẳng cho anh em nha, ngày ha. Rồi chân chấm nghiêng lô không tính nha nè, khung con đầy đủ rồi ha, em bán em giá 350 ha, còn được ha, cái này không có mòn nha, còn khá nha nè, 350 chân chấm nghiêng này không tính ha, về xài vẫn được nha, mà lô rồi. Rồi còn cần số, cần số là đời 99, ga này có mòn ha,
đầu này cũng có màu luôn, cái này có hơi cong, cái này không vấn đề, có vấn đề thấy cũng còn được nè. Rồi em bán cho anh em giá 150, bằng em giao cho ông chú, ông về ông xin lại anh em để anh em có đây lấy ha, không lấy thì em giao cho ông chú bình thường. Rồi còn bộ ba nắp này thì bao sơn riêng, nhưng mà cái nắp lửa nó có nổ nghe nè, nổ mấy chỗ nè, đuôi cá đẹp nè, đuôi cá còn khá ha. Rồi còn nắp nồi, nắp nồi đẹp anh em, bao sơn riêng ha. Rồi cái này đóng bụi dơ nghe nè, chứ không phải ấy nha, tại nãy mới mở nắp nhựa ra, nắp nhựa mốt em quay em bán riêng anh em, nắp nhựa đẹp lắm ha. Bộ ba nắp này bán em giá 600 nha, anh em về chỉ cần dặm nhẹ cái nắp lửa là xong, 600. Ồ quên, nó bán nắp nhựa luôn anh em, nắp nhựa rất là đẹp, không biết ông anh không có lấy không, cái nắp nhựa này rất là đẹp luôn. Rồi để ra để chụp hình cho ông anh đi, để ông rầy nữa, dặn không rầy. Rồi tiếp theo là giò đập máy. Rồi nó máy này con ốc này số 100 là gần như cũng phiêu 1 anh em ơi. Anh em mà có lấy, anh em muốn đổi ốc số 8 thì em đổi cho anh em ha. Em còn ốc số 8 nha. Rồi đập máy này đẹp nghe nè, cơ cứ ngắt luôn, không có rờ, xì là đẹp. Đây đẹp luôn ha. Rồi đập máy này 200 ngàn anh em, không có lỗi lầm gì hết nè. Chữ rồi rõ luôn là không có bị hung, không có bị hư như hôm qua. Hôm qua thì bị chạy một chút, nó cũng đẹp phải bị chạy một chút. Rồi 200. Rồi tiếp theo là tới phụ đề ba nắp cái trên hai thằng. Rồi tới cặp cái sao, cái này keo nghe nè, còn keo luôn nè, rất là đẹp. Người ta khai cái này hàng mới nha nè, bót là cứng ngắt nha, không có rơ nha, không rơ lắc gì hết. Rồi em bán thì có full sắt bách sắt ở trong nghe nè, nghe băng nghe nè, không có cong vên gì nha. Nè cặp cái chân là đẹp ha, bên đây nó có bị thẹo nè, nhưng mà chỗ này nó hơi sơ nè, keo nó hơi bóng bóng một chút rồi ha, ba đa phần là bên đây nó bị nghe nè, còn rất là đẹp ha. Rồi cặp các chân này em bán anh em giá 1,2 triệu ha, không bao ship nha, 1,2 triệu luôn, bách sắt ở trong, 1,2 triệu không bao ship. Rồi tiếp theo là tới phục sao. Phục sao này ti mới anh em về xài luôn, chân đẹp, lò xo nhìn cũng đẹp luôn, ống cũng đẹp luôn. Cái này anh em về rồi cái nha, chà chà cái nha, lấy dầu anh em chà chà là bóng lên nha. Còn bên đây người ta lắp lò xo như ngựa có gì nè, anh em về cũng muốn đổi không để về xài cũng được, chân keo đẹp luôn hết anh em. Bao riêng ha, về xài luôn ha, 450 ha, xài luôn thì 450. Lò xo này ôi cái phục này không có xì, phục này tim mới. Rồi tiếp theo là mở máy test cabo cái rồi xe này nó bị gãi cái ống hơi máy nên nó nghe cọc cọc nha anh em, cái máy rất là im. Rồi em quay cây bô trước ha, bô này thay cổ ngay chỗ này nè, đây thay cổ nè, ngay chỗ này nó bị cái gì mà nó bị mất mất xi nè anh em ha, còn lại đẹp hết. TS 341/1985 nè, F110 Honda ha, bô rin theo xe nè, nước xi nó chưa có xuống nè nè, bên đây nó có hơi trầy nguyên cái dạng hay không nghe anh em, có nghe. Bao tiếng căng cho anh em luôn, cái bình xăng con này nó hơi lô nên anh em không có dám mà. Bô là tiếng hay nha, bình xăng con lô lên em chỉnh tiếng nó hơi lớn lớn chút. Rồi cái cây bô này em bán em giá 2,5 triệu nha, rất bô này mình rất là đẹp nè, nhìn mặt tiền rất đẹp, chỉ có dạ này nó hơi trầy như chỗ này ha, chỗ này anh em về không biết anh em đánh bóng lên không biết. Rồi tiếp theo là tới nguyên cái bánh sau, bánh sau này cái đùm này sơn rin ha, còn rất là khá, căm rin, niền rin, niền này để coi đời nào ta, đâu rồi đây, mã HB V kép ha, Siam Goshi 1.4 HBV kép, mã này 99 nha anh em. Thì cái bánh sau này, nguyên cái đùm bánh sau này là em bán em giá 1,5 triệu nha. Ủa rồi cái niền không, nó cũng nhiều mà tao quên. Niền đẹp anh em. Cái này để em báo giá sau đi anh em ơi. Chứ quay thôi ha. Không có mục mọt gì anh em.
chân câm nè, quay về cho dễ coi. Cái niền mà theo xe cái bị cấy này rất là dày vậy nè, chứ không phải như hàng mới dày, nó hơi mỏng hơn ha. Nè chân câm nè, không có bị luôn ha, đùm đẹp luôn ha. Đùm này là 2000, cái cạnh này 2000, cái má đùm này là 2000 nè. À, vỏ này chắc inu luôn quá, trước inu mà, vỏ inu luôn anh em, vỏ inu. À, hồi trước hồi nãy bánh trước 750 hả, à, câm có xét hết 1-2 cây nè, 1 cây 2 cây câm mà rin nha, chân câm này rin nha. À, khoảng này nó rất là xa nè, khỏi tháo ra cũng biết nha nè, không có dấu bắt vô ha. Rồi cái thôi cái bánh xào này em bán anh em giá nhiêu ta, cặp bánh này nếu mà bánh xào này bán phải giá khoảng 1,8 triệu anh em, 1,5 triệu em lỗ anh em, 1,8 triệu nha. Bánh xào này giá khoảng 1,8 triệu là nguyên cái bánh luôn má đùm, nếu tháo ra cái đùm không lỏng lưng nha, bữa hổm cái đùm kia nó bị đóng rồi, đóng lưng mặt đạn rồi nè. Rồi tiếp theo là gấp hộp sên, hộp sên này, hộp sên này sơn riêng mà mất tem ha. Nay bữa nay quay tối quá trời, tính về sáng mời mà thôi, tối nay cũng rảnh rảnh thôi quay lên với anh em ha. Hộp sên này sơn riêng có nổ chỗ này ha, có nổ sơn chỗ này, còn lại ok hết, cũng khá sạch rồi ta, xe này cũng sạch ha. Rồi em bán gấp hộp sên để em quay bên này ha, riêng theo xe ha, tem riêng còn ha. Cái gấp thì bên trong này có hơi nổ nổ sơn nha anh em, đó thấy không. À, để coi cái gấp này có đét không, không có đét, có cái gì chữ ép gì đó không à. Rồi gấp hộp sơn này em bán anh em giá 750 ha, anh em về vô tem cái lịch sự liền. Rồi combo IC sạc chớp là la, IC riêng theo xe ha, IC riêng theo xe nằm trong kẹt luôn. IC sạc chớp là la này 750 ha, cái đò la này chắc ăn rồi đẹp rồi nè, là cái bao da nó còn chữ luôn rồi ha, 750 ha nè. Rồi anh em nào lấy combo học bình nè, đường nước cốp đồ với đuôi biển số 100 300 ha anh em, 300 học bình này mất tem, cốp đồ rất là đẹp luôn, đồ rất là đẹp ngay ngắn rồi ha. Rồi đường nước với đuôi biển số 300 ha nè, đuôi biển số này còn khá anh em, về số 3 lại nha, nhìn theo xe đường nước em coi rồi nó cũng bị mất thịt nè, 300 ha, cốp đồ học bình đường nước đuôi biển số 300. Rồi tất cái gì nữa ta, này không bán rồi để đây đi. Rồi tới cảng, cảng này cảng quay thái 110 đời 2001, ở dưới này nó có hơi sần sần rồi nè nghe, có hơi hơi nghe, còn rất là đẹp à, còn được lắm à. Quay kỹ lại cho anh em xem ha, có bụng quá giờ chưa ăn cơm, đây có mất thịt chút xíu rồi nhẹ nè nghe, nhưng mã lỗi chỗ này nghe nè, này bị tét nè, đa phần nó tét nhiều lắm nha. Này em bán anh em giá 100.000 nha, không gà không bán cảng 50 anh em ơi, anh em mua 2-3 cái anh em ơi, hồi trưa em gói có cái cảng 50 gói chua quá anh em ơi, 100.000 nha anh em, chứ không phải gì gói có cảng 50 mà tống cái bao rồi băng keo gì tùm lum lá hết trơn. Rồi tiếp theo là cái đuôi đèn hậu anh em, chứ anh em mà phải lại nhà bán anh em 50 thoải mái không có gì hết rồi. Rồi 30 này không có nứt bể gì ha, có trầy ha anh em, về lấy nhám diễn xả cái rồi anh em tính bóng lên ha, miếng kiến này còn luôn nha. Cái này nè đuôi này cũng còn đẹp nè, khung con em tặng cho anh em 2 con 2 ốc rồi luôn, đẹp nha, 200.000 vô alpha là hết bài. Cái này của Thái 2001 nha anh em, chứ không phải của alpha, mà vô alpha thì nó hay hơn, còn vô Thái phải thay 2 cái chụp này vậy ha. Rồi còn gì nữa ta, đồng hồ bi đông, rồi bình xăng lớn anh em, bình xăng lớn này là đời 2001 luôn ha, đây 2001 em nhìn thấy thì báo xăng nó riêng anh em nè, đây dắt này dắt cũ ha, riêng ha, nhưng mà cái này nó mới mòn anh em ha. Bên đây thì còn gãy lưỡi gà, khung con đầy đủ, miếng thép 2 lỗ mà để bắt ngang cái yên cũng còn luôn. Rồi cái nắp xăng thì đẹp nha, nắp xăng đẹp ha, đẹp, bình xăng này cũng còn khá nha nè, còn khá gà lắm, thì có kèm luôn cái ống xăng nè, ống xăng đầy đủ cho anh em,
Bình xăng này em bán anh em giá 450 bao ship, 450.000 bao ship anh em. Rồi tới gì nữa ta? Rồi bộ giấy anh em ơi, bữa anh em nào dặn kiếm bộ giấy thì đây có ha. Bộ giấy quay thái nè, nhãn hiệu quay ha anh em. Dung kích xy lanh 110 màu xanh. Số máy số khung là 80222881 ha, số cũng đẹp ha. 29R65274. Biển số đây, cà vẹt đây. Rồi số khung số máy. Đó là F510 ha anh em. Này người ta cà có nhiêu đó. Thường thường giấy Hà Nội không là em có rút được. Nên em bán 4 mảnh luôn. Bộ này em vẫn bán giá cho anh em là 3 triệu ha. Đầu tiên là em quay nè, em bao anh em là sườn không đâm đụng, râu còn nè ha. Sườn đẹp nha anh em. Đây. Mấy xe này mấy xe khá tiền không ạ? Mà hổng rồi đã mấy xe bèo bèo này đã xe khá tiền, mất tem nè, mất tem sườn nha anh em. Đây. Sườn nè, còn đen mung ha. Nè, không mọc luôn ha. Không mọc với 2000 là nói chung nó xài cái bát nè, cái lại cái kẹp này ha, cái móc này ha. Sườn này bao đâm đụng cho anh em. Rồi, giá 3 triệu anh em nào mến thì chơi bộ này ha anh em. Giá trên là không bao gồm bao ship nha anh em, không bao ship nha. Sườn đã bán sườn trơn nha, không có chống đứng nha, không có khóa yên. Không có gì hết, là một cái sườn thôi, không có chẳng ba gì hết. Lóc cũng vậy luôn, lóc trơn ha, lóc em bao răng cỏ cho anh em. Rồi đầu lòng này có code rồi anh em, đầu lòng này TH-3. Cực kỳ em á, cái này là tại nó kêu cái ống hơi máy nha anh em. Anh em nào chơi đầu lòng này hú em ha. Đời 2001 rồi nó vẫn có TH nhưng mà nó không có nắp còi số 8 nha anh em. Thi hủ lắm mới có nha, không có nha. Đa phần là không có nha. TH-3 này ha. Anh em nào chơi bộ đầu lòng này giá khoảng 2 triệu mấy anh em. Anh em nào mua mã không bán anh em giá 2 triệu rưỡi nha. Bao im máy cho anh em. Không khói nha. Cực kỳ em luôn, mua mã ha, 2 triệu rưỡi ha. Bán mã vậy luôn 2 triệu rưỡi. Còn em rớt xuống thì giá có khi cao hơn, có khi thấp hơn anh em. Màu rất là đẹp ha. Cái này về anh em ngâm dầu rửa sơ sơ nữa là đẹp anh em. Rồi. Rồi em quay cái dàn ngoài nữa là xong anh em. Này hồi chắc úp 8 giờ quá. Rồi, yên này yên theo xe, da này không phải nha. Da này da lập mới, ngồi rất là im đít nè. Da này ngồi đã lắm. Ướt chưa ta? Chưa có rửa sạch nè. Hai cái bánh này rất là đẹp ha. Cao su đế yên đầy đủ nè. Ha. À, đâu có đời nào ta. Đời 2001 luôn ha anh em. 2001 đúng ra da nó phải da kia nha. Cái này đây ta lợp lại rồi. Rồi cái yên nghe. Cái yên này về xài luôn được anh em. Còn anh em muốn về riêng lợp da lại thì lợp nha. Em bán anh em cái yên này 200 nha. Rồi bỏ qua một bên. Tiếp theo là về. Yeah. Cái già này nó nứt cái đây có chút xíu uổng ghê nè. À, sơn green màu xanh Pepsi. Xanh này xanh ấy á. Ừ, xanh Pepsi. À, cái già này em bán em giá 100 ngàn ha. Ba lỗ là đẹp ha. Anh em về giá là chỗ này sơn. 100 ngàn anh em mua kèm gì đi anh em ơi. Chứ không lẽ mua con cái gì ha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo tới cặp ốc dai, cặp dai đẹp lắm anh em. Cặp ốc dai nè. Cực kỳ luôn ha. Cái này hình như nó giống cái màu xanh của Alpha cũng có, là một đời nó có nữa nè. Ba móc là còn đủ ha anh em. Đời 2000. Này đời 2000 luôn. Ba móc là còn đủ luôn ha anh em. Cái cặp ốc dài này em bán 300 nha. Nó chỉ bị gần gần đi chút xíu. Anh em về đánh bóng lại ha, 300. Rồi. Mặt nạ. Mặt nạ này là tem rin nha anh em, chứ không phải còn cái tem này nó có của đời của nó có vậy nha. Em này tem si ha, chủ quay nè. À, sơn green đẹp anh em. Nhiều lúc chơi cái mặt nạ này cũng hay hay thôi. Rồi ba lỗ ốc là đẹp luôn ha anh em. Đời 2001 nè ha. Rồi hai cửa dưới còn nè ha. Cái mặt nạ này em bán anh em giá nhiêu ta? 250.000 bao ship. Đẹp nha anh em, chứ thường thường bán cái này có chừng 150 nha. Cái này đẹp nha, sơn kim đẹp nha. 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo em bán anh em cặp bẩn. Quay cặp bẩn cái cho trắm rồi. Cửa còn nè ha. Ở dưới này nó bị mất góc rồi, mất thịt nè. Mất chút xíu với bị tét nè ha. Không có nứt bể như này, cái trầy không chứ không nứt bể nha. Vậy anh em sơn thoải mái.
gãy cái móc này ha. À, mé trong thì cũng còn được nè. Cái này trên xe thì nó liền lắm, mà khi tháo xuống thì mới thấy nó bể nè. Bởi mình mua xe đứng thì nó khác. Còn mình tháo ra phải quay chi tiết cho anh em. Đây 2001 ha. Khô bò đầy đủ nè ha. Còn bên đây, đây móc này cũng còn nè, có răng răng rồi, giờ anh em hàng lại nha. Nước ở dưới chút xíu nè ha. Sơn cũng còn khá nè. Móc còn. Nhưng mà này đâu thấy có nước nè. Đây nước đây nha anh em. Ừ. Có sao báo vậy nha, không có dấu giếm gì hết. Cặp bẩn này còn khá, cặp bẩn kia đây. Cặp bẩn này em bán em giá 650 nha. Nó thua cặp bẩn hôm qua chút xíu. 650 thôi. 650 nè. Rồi, còn cái mình. Cái mình này anh em muốn mua lẻ, muốn mua chẳng thì mua. Cái mình này đúng ra đẹp lắm mà bị nứt này do ăn trộm PC sao không biết nè. Đấy anh em, nứt nha. Sơn người sơn kia nè, anh em lọc tem ra còn đẹp nha. Hai cái này nó hơi bị bể chút xíu nè. Ha. Rồi cái miếng này anh em mua lẻ em bán anh em giá 100 ngàn ha. Còn anh em mua chung với bộ này thì hồi em tính giá luôn. Còn cái miếng này em bán anh em giá 300 nha. Nè. Đây còn này ha. Tầm cỡ này bán 300 mà rẻ nha anh em. Khuyến khích anh em mua chung cái gì đó ha. Để gói con cá chua lắm. Là 400 mà đúng không? Rồi cái miêu rùa này em bán anh em giá 200 nha. Giá này không có phê đâu anh em, bình thường anh em nè. Em bán thì em khuyến khích anh em mua chung bộ ha. Rồi nguyên cơm lên này là 800 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 này cũng 200 luôn. Này lọc tem ra cái đẹp nha anh em. Màu này cũng nhiều anh em sưu tầm lắm nha. Đây ngày đó một luôn. Rồi 800 nguyên combo khuyến khích ha. Rồi tiếp theo là cái lường giữa. Lường giữa này gãy hết một cửa đây thôi. Cửa này còn nè. Hai móc ở trên này còn, anh em đi bứng trần được ha. Không có nứt ha. Tem rất là đẹp luôn nha anh em. Tem riêng nha. Tem tiếng Anh. Cái lường này em bán anh em giá 500 ha. Đợi nhiêu ta? Đợi 2000 anh em. Vậy là hộp sơn nó bị tem tiếng Anh hàng chứ, nó bị lấy hết mẹ hai cái tem hay rồi. Trời ơi. Rồi cái chá. Chá này chá riêng với Thái nha anh em, này có chữ trắng này nha. Đây, nó lên 24 đét rồi. Thì ngay chỗ này có trại nè anh em, về xả với nhắm nha. Trại đen chút xíu à. Trại bị rớt này. Cái chá này em bán anh em giá 100 ngàn nha. Cái này anh em lắp vô anh pha là bao phê nha anh em. Anh em về chịu khó lấy nhắm nhuyễn 800 bây giờ. 800 ngàn mấy vậy đó anh em, xả nước á. Anh xem xả từ từ là nó bóng rồi nè. Cạo cũng được. Tùy ha. Cái chá này em bán anh em giá 100 ngàn nha. Còn cái đầu đèn này cũng 100 luôn. Đầu đèn bị lỗi chút xíu ở bên đây nè ha. Còn màu còn được nè. Trậy đen chút xíu là người ta rất này té nè. Ha. 100 luôn rồi. Nhưng mà cái đuôi bóng này em bán nha. Cái đuôi bóng này cực kỳ nha anh em. Đợi em cái nè. Đuôi bóng này không có lỗi lầm gì hết, là của quay Thái nha anh em nè. Màu này của quay Thái nha. Đây. 150. Còn anh em lấy hết combo thì luôn là 100 200. Bỏ hai cái bóng lại ha, bóng led ai đều xài ha. Đây là 350 nha, còn nếu em lấy hết combo tặng cho anh em hai cái bóng luôn. Vô xe luôn ha. Rồi, đầu đèn. Combo bán nhiêu ta? Tôi quay cho anh em coi kỹ cái chá, cái đầu đèn á. Còn bát hết rồi nè. Có bát này luôn nha. Rồi, cái đuôi bóng này còn đẹp nè, 150 nha. À, cực kỳ luôn ha. Rồi, còn gì nữa ta? Rồi, con xe này hết rồi, dài quá trời rồi. Nãy giờ nói chuyện lâu quá.
Rồi em vừa báo giá xong con xe ha. Em kết món nào cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại của em là 0939 530 347 ha. Rồi, thân chào anh em.